Người ta nói cưới vợ là để vợ lo. Lo cái gì mà lo? Người ta nói cưới vợ là mình lời to. Lời cái gì mà lo? Sống tôi chẳng lo gì, chỉ lo ra vô vài ly. Cuộc đời mấy khi có những ưu phiền. Trời sao tôi khổ quá vậy nè. Còn tôi chẳng để vợ làm việc gì đâu. Chào bên anh nhất. Từ dưới chén quét nhà làm vườn chăm con. Nhưng vất vả trong lòng với tôi xem như là không. Bởi vì tôi yêu thương và tôi nhớ. Vợ tôi là nhất trên đời, lớn hơn cả ông trời. Mỗi khi vợ la, tôi lặng im không nói nên lời. Đàn ông phải thế nếu muốn gia đình ấm êm. Chẳng bao giờ tôi để vợ phải buồn đau. Mặc cho thế giới chê cười, chứ tôi vẫn thương vợ. Mỗi khi vợ kêu, đang ngủ say cũng phải thức dậy. Đời tôi là thế, chỉ muốn vợ cười vợ vui. Giờ vợ có gì là sai đâu. Bởi vì vợ tôi là nhất trên đời. Anh không thương. Ông kêu tôi đây mà. Hả? Tụi em qua đây là tại vì anh gọi cho tụi em qua mà. Hả? Nhớ hả? Làm gì vậy? Ba hồn chính vía mộng thường quay về. Vậy chưa? Anh nhớ rồi. Bác Tứ gọi điện biểu anh kêu hai chú tới gấp. Mà mai mốt có chuyện gì hai chú làm từ từ thôi. Làm quá anh bị yếu tim. Từ từ cái đầu anh á. Anh biết làm sao không? Tại dạo này á, tụi em đi đâu cũng khó khăn hết trơn á. Muốn đi đâu cũng phải xin vợ, nịnh vợ đủ thứ hết trơn á. Từ nhà em chạy qua anh có 3 giây đó, anh thấy ghê không? Hèn chi anh còn khổ hơn mấy chú nữa. Có gì? Nó thiệt á, anh bây giờ bị tiên sa áp bức. Thiệt nhiều lúc anh muốn bỏ nhà anh đi luôn á. Em nói với anh nghe nha. Không biết kiếp trước phụ nữ làm sao chứ kiếp này mấy bà ghê thiệt á. Mình biết bà giận á, giận vô cớ. Giận là giận không có lỗi gì luôn á. Mà mấy bà có mình thấy thiệt anh. Thôi mấy ông có bằng tôi không? Tôi nói thiệt á. Bây giờ á, cái nỗi ám ảnh bà vợ hiền phục của tôi nó ảnh hưởng tâm sinh lý của tôi luôn á. Thôi cái chuyện đó rồi bây giờ á, mình không giải quyết gì được đâu. Giờ qua gấp đi bác Tứ kêu á. Đi. Bác Tứ ơi. Lẹ lên. Hết giờ rồi nè. Chạy lẹ lên. Nè. Ba con khỉ. Quay lại. Được, tụi bay chạy đâu? Chạy rần rần vậy hả? Chạy qua kiếm bác nè. Trời ơi, mày qua kiếm bác mà chạy luôn vậy trời. Bác kêu tụi bay qua đây á là có chuyện để nói với tụi bay. Thì có gì nói đại đi. Trời ơi, cái tình hình sợ vợ của bà bay nha. Tao nói nó lan tỏa khắp cái khu phố này rồi. Mà bây giờ nó không còn ở trong khu phố nữa. Nó lan ra tới quận, lan ra tới thành phố, lan ra tới cả nước. Cái chuyện đó thì liên quan gì tới tụi con? Sao liên quan? Tụi bay làm mang tiếng mang tai khu phố này quá mà. Mà tao là trưởng bối ở trong khu phố này, tao phải nhụt chứ, đúng không? Vậy bây giờ sao? Tao quyết định thay đổi tụi bay. Thay đổi cách nào? Bây giờ bác mở một cái lớp chống sợ vợ. Tụi bay cần phải tham gia. Lớp học chống sợ vợ. Thầy chào tụi con. Chào thầy. Hôm nay là buổi học đầu tiên. Ngoài thầy là giáo viên dạy chính thức, còn một giáo viên trợ giảng nữa để cho lớp học thêm sinh động. Thầy xin giới thiệu với tụi con giáo viên trợ giảng của chúng ta, đó là cô giáo Emily Mai Ly. Emily. Con Emily Liên xin kính chào quý vị khán giả. Emily Liên xin gửi đến quý vị khán giả lời chào trân trọng và yêu thương nhé. Con, quý vị khán giả ơi, hôm nay quý vị khán giả cảm thấy thế nào? Đất ơi trời, đây là lớp học. Cô là cô giáo chứ không phải là ca sĩ. Lộn rồi. Dạ. Chào lại. À, cô giáo xin kính chào tụi con. Cô giáo giáo. Có gì nhớ trả tiền đầy đủ nha chú. Mua đồ cũng tốn kém đấy. Được rồi. Cô nói tính sao đi. Tiền. À, để không mất thời gian, thầy sẽ nhào vô dạy bài đầu tiên cho tụi con liền. Bài đầu tiên: nếu bị vợ chửi hoặc vợ đánh, mình sẽ làm gì?
Mộng Thương. Dạ. Trò đứng lên. Dạ thưa thầy, khi chúng ta bị vợ chửi hoặc vợ đánh, chúng ta phải đứng yên chịu chặn ạ. Bình thường ở nhà là vậy không luôn á. Đúng rồi đó thầy. Tao đập nát tài bây giờ đó. Bị vợ chửi vợ đánh cái đứng im chịu trận à. Vậy đâu phải là đàn ông. Con đóng vai Mộng Thường, còn Emily Mai Liên đó, con sẽ đóng Tiên Sa. Yes. Rồi bây giờ khi bị vợ chửi vợ đánh, Mộng Thường tức quá đang cầm cái ly đập xuống đất. Qua đây, qua đây thực tập. Rồi bây giờ chửi đi, chửi, chửi, tức quá, đập cái ly. Dạ thưa thầy, con không dám đập ạ. Bởi vì ở nhà khi làm bể cái ly con sẽ bị bể đầu. Bởi vậy mới phải học. Đập đi, đập. Đó, bể cái ly rồi đó. Bể cái ly rồi kìa. Cái ly bể rồi, chồng với cho con ngất cái mặt lên coi. Đứng lên. Đó, tụi con nhìn đi, có người chồng nào mà xấu xa hèn hạ gì không? Đây là tấm gương của tụi con nè. Đúng rồi. À đó, bình thường tụi con đâu có soi vô được đâu. Cái này tiếng ghê không? Coi mặt nó nè, nham nhở, ngu si đần độn. Ve ra, để thầy làm vai Mộng Thường. Cắt. Dạ. Tua lại lúc đập cái ly. À, cái ly bể rồi, chồng với cho con nhấc cái mặt lên coi. Nắm tay vợ lại, không cho vợ manh động. Mắng thẳng vào mặt vợ, bà làm gì vậy? Hả? Tôi làm bể có cái ly thôi à? Bà là vợ tôi, bà phải dẹp. Tại sao bà muốn đánh chồng? Hả? Bà liễu hồn mà nghe chưa? Dẹp đi. Dạ. Hay quá, hay quá, hay quá, hay quá. Tuần nữa lên tập với cô nhá. Rồi, Mộng Thường. Dạ. Đi. Lên thực tập. À, bể cái ly rồi, chồng phải trả con, nước cái mặt lên coi. Cô làm cái gì vậy? Tôi chỉ làm bể cái ly thôi mà cô làm quá đáng. Cô là vợ cô phải lượm lên, nghe chưa? Trời ơi, trời ơi, ve cái gì, ve cái đầu tụi bay á. Mày nói gì trả bài vậy, mày phải đời thương, mày phải nạt nộ, phải hùng hồn, đánh thét. Anh dở quá, tôi làm cho coi nè. Mày tao làm trước đi. Đi. Tao có gì, má cái này dễ ẹ. Ha, bể cái ly rồi, chồng phải cho con, nói cái mặt lên coi. Cô làm cái gì vậy, cô là vợ tôi làm bể cái ly thì cô phải dọn, cô nghe rõ chưa? Cô là cái gì vậy? Cô là vợ thì cô phải lận chứ. Trời ơi, không được cà lắm. Phải nói suôn sẻ lên. Bị cà lắm à, thầy ơi, nó bị cà lắm rồi. Đúng chứ không? Làm lại. Làm hướng, cho làm lại. Trời ơi, thầy ơi. Mà. Chào các con. Con chào thầy. Ừ, sao rồi? Hôm qua về nhà có thực hành bài đầu tiên không? Mộng Thường. Dạ thưa thầy, con không dám làm ạ. À. Sao vậy? Dạ thưa thầy, con không đủ tự tin. Đứa ơi, ngồi xuống. Còn con? Dạ thưa thầy, hôm qua vừa gặp mặt vợ con vừa tính thực hành thôi, con hiểu luôn rồi. Trời ơi, nhưng mà không sao, không phải một ngày một bữa, tụi con phải rèn luyện, nghe chưa? Bữa nay chưa được thì phải tập tiếp, tập chừng nào được thì thôi. Dạ. Hiểu chưa? Dạ. Ừ. Bác thư, con nói bác nghe nè. Bữa giờ con đợi điện thoại, con đợi hoài mà nó không có báo tin nhắn là tiền đã vào tài khoản. Mày sao tiền bạc quá. Học sinh nó chưa đóng tiền làm sao có tiền để trả cho giáo viên. Đợi vài bữa nó đóng đi rồi bác chuyển cho, nghe chưa? Mệt ghê rồi, còn Hùng Dũng đâu rồi? Hùng Dũng không biết nữa thầy ơi. Thầy ơi, không biết bây giờ thầy dạy hai đứa con được rồi, còn nói kể nó đi. Trời ơi, lớp đã ít rồi mà còn nghỉ hoài, sao đủ sở hụi. Nè, tụi con đóng tiền chưa? Thầy Tử ơi, thầy Tử. Đóng, ngoài đóng. Rồi, rồi, chạy, ê, ê. Rồi thấy ghê vậy? Trời, bị gì vậy con? Có gì đâu ngạc nhiên. Hôm qua về thực hành liền tay luôn. Bài học ánh mắt hình viên đạn đó. Phải liếc nhẹ vậy thôi, bầm luôn con mắt. Trời, mới liếc thôi đó Nga. Không sao, thầy quên dạy tụi con. Bài học đầu tiên nó có những cái phản ứng phụ. Mình phải kiên nhẫn, không được từ bỏ. Vậy thì mình mới thành công, hiểu chưa? Dạ. Hôm nay thầy sẽ dạy cho tụi con bài thứ hai. Đó là bài làm thế nào để có thể hãnh diện chảnh chẹ bước ra khỏi nhà mà không cần xin phép vợ. Ông nặng vừa vừa thôi chứ, cũng thương binh như nhau mà sao mắc mới ông bắt tôi khiêng. Lố chịu khó ngồi đi, chịu khó ngồi. Ê, chắc kỳ này bỏ học quá. Tôi là con một cái bộ mà không cái kiểu này chắc như nhà bị đòn tuyệt giống tôi luôn quá.
Hai em ơi, chắc anh buồn quá, anh theo lớp này hết nổi rồi. Tôi nói thiệt á, tôi ước gì giờ á có một chục trứng gà lăn cho nó đỡ xấu á. Quýnh bầm con mắt. Cầu được ước thấy, cầu được ước thấy. Trứng gà nè. Quẹo nữa. Thôi, thầy quá. Thầy nè chú ơi. Dừng tay lại, rút tay về. 10.000 trứng, quẹo lửa, quẹo lửa. Bác Tư, vì bác mà tụi con ra nông nổi này, nở lòng nào bác kinh doanh thân xác học trò hả bác Tư? Đúng rồi đó bác Tư, đáng lý ra là bác phải đầu tư cho tụi con mỗi đứa một chục trứng lăn cho nó đỡ xấu cái mặt. Ở đâu ra? Thầy cũng phải mua trứng về thầy mới luộc lên, cũng tốn này tốn nọ vậy. 10.000 trứng là rẻ rồi, quẹo lửa lăn. Lăn xong lột lũm. Trời ơi tiện lợi quá mà. Rồi lăn trước đi. Nè, khoan, đứa nào lấy thì phải nhớ nha. Lát tôi ghi sổ đó. Rồi con ghi sổ đi. Một trứng là đứa trứng đúng không? Rồi lăn đi. Thầy ơi, về. Báo cáo với thầy chắc tụi em theo không nổi, chắc bỏ lớp quá thầy ơi. Dạ đúng bỏ rồi thầy. Thiệt luôn á thầy. Đây là mấy bài học đầu tiên thôi, nó hơi khó một chút. Không, nó vô guồng rồi là dễ dàng lắm. Mới có mấy ngày tụi con đã thân tàn ma dại gì. Theo thầy thời gian chắc tụi con chết luôn. Tao điên quá, tao lăn đi. Bình tĩnh đi, tôi dạy cho, hiểu không? Bác Tư, trời gì vậy? Cái gì vậy? Cái gì gấp vậy con? Cái gì gấp? Cái gì vậy? Gì vậy là sao? Hả? Thả tim hả? Tiền. Tiền gì? Con phải trả cho người ta, người ta đòi. Ai đòi? Mày thiếu nợ ta hả? Thiếu nợ, bây giờ người ta đòi gấp quá. Trời đất ơi, mày việc kiểu gì mà về đây gây nợ là sao vậy trời? Không phải, con đi về, con đem đâu có nhiều đâu. Con mượn người ta để mua sắm nè, mua sắm nhiều bây giờ. Trời ơi, cũng vừa lắm à. Việt Kiều về đem không có nhiêu tiền, về du lịch thăm gia đình là được rồi. Xe xua làm chi, mượn đầu này được, mượn đầu nọ rồi giờ mắc nợ. Mệt mỏi ghê không, mỗi ngày bà thay 3-4 bộ đồ. Thấy không nè, quần áo, son phấn, cũng vừa lắm à, tao mệt lắm. Thôi, không có liên quan tao, mày tự mượn, mày tự trả. Mày từng có than thở với tao cái gì hết trơn trời á. Bác nói vậy, bác được. Con đầu tư tất cả để muốn làm trò gián cho nó đẹp. Bây giờ bác nói như vậy, con không làm trò gián cho bác nữa luôn. Thôi, không cần, mình tao dạy được hết á. Tao ôm nguyên cái lớp tao dạy được hết á. Không cần ai trợ giảng tao hết trơn á. Bác không cần con. Không cần. Bác nhớ nha. Nhớ, xong nhớ. Được rồi, bác xin quá đi. Bác về đây. Về. Các anh không còn học nữa. Cái gì vậy? Đây, tôi xin trân trọng thông báo cho các anh biết. Ngươi đã mở ra lớp học chống sợ vợ. Các anh gọi là thầy đây. Nhiều năm trước được phong là đệ nhất sợ vợ. Hả? Cái tôi mày nóng sợ. Ủa? Hồi xưa bác Tứ cũng có vợ hả? Có luôn hả trời? Ngày xưa bác Tứ cao lắm, cao 1m7. Bây giờ đáng biết, bây giờ còn mét mơ. Trời ơi. Bác Tứ, vậy là sao bác lừa tụi con hả? Vậy là sai lầm rồi. Đúng rồi đó. Về không học tụi con. Đúng rồi, về đi. Đúng rồi, đi. Đừng học tụi con. Lấy luôn, lấy luôn đi. Vậy là bác Tứ đi về. Không học nữa. Đúng rồi. Đi luôn đi. Trời ơi, vợ đi dạy người ta. Trời ơi là trời. Cái con này. Vợ tôi là nhất trên đời, lớn hơn cả ông trời. Mỗi khi vợ la, tôi là niềm không nói nên lời. Đàn ông khoai thế, nếu muốn gia đình ấm êm, chẳng bao giờ tôi để vợ phải buồn đau. Mặc cho thế giới chê cười, chứ tôi vẫn thương vợ. Mỗi khi vợ kêu, ta ngủ say cũng phải thức dậy. Đời tôi là thế, như muốn mơ cười mơ vui. Sợ vợ, có gì là sai đâu. Bởi vì vợ tôi là nhất trên đời.